Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận chung kết, trận đấu luôn được mong đợi. Và cũng là trận đấu cuối cùng kết thúc mùa giải. Ở trận chung kết thì 11 các cô gái 11 C3 sẽ gặp các cô gái 11 C1. Thì 11 C1 trong đồng phục áo màu hồng, quần đen. Còn các cô gái 11 C3 trong đồng phục áo màu đen hồng, quần đen. Trận đấu bắt đầu thì các cô gái 11 C3 sẽ giành quyền phát bóng ở xét đấu thứ nhất của trận chung kết. Ở trường đội Lương Hải ấy, Lê Tú Kiến ở trường đội Lương Hải. Bên đi chung kết rồi, trận này là trận chung kết và đây là trận đấu tiếp. Đội bóng ngắt tay ngắt sức. Thì rất hay. Vậy là bỏ bóng tốt của các cô gái 11 C3, điểm 1-0 cho 11 C3. Vậy là tài xác định bóng trong sân, điểm 2-0 cho các cô gái 11 C3. Không hiểu ý nhau. Vậy là điểm 3-0 cho các cô gái 11 C3. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho các cô gái 11 C3, 4-0. Rất nguy hiểm nhé. Vậy là 11 C3 phòng thủ không thành công. Điểm cho các cô gái 11 C1, 1-4. Mười một C ba đánh bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C 3, 5-1. Mười một C 3 phòng thủ không thành công, điểm cho các cô gái 11 C 1, 2-5. C3 đánh bóng ra ngoài, điểm cho các cô gái 11 C1, 3-5. Bỏ bóng tốt của 11 C3, điểm 6-3 cho các cô gái 11 C3. Một C3 đánh bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C3, 7-3 rồi. Mười một C1 đánh bóng cho qua lưới, điểm cho các cô gái 11 C3, 8-3.
ngoài điểm cho các cô gái 11 T1 4 8. C1 phát bóng ra ngoài, điểm cho các cô gái 11 C3 9 4. C3 lỗi tay chậm lưới, điểm cho các cô gái 11 C1 5 9. C1 bỏ bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C1 6 9 rất giằng co. Hãy đôi chúng tôi cô nổi. Tuần này là tuần này là hạnh nhà tới mọi người. Trận đấu tiếp tục. Điểm số đang hướng về các cô gái 11 C3 9 6. C1 đánh bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C1 7 9. C1 bỏ bóng ra ngoài, điểm cho các cô gái 11 C3 17. Tiếp tục điểm đổi cho các cô gái 11 C3 11 7. C1 bỏ bóng cho qua lưới, điểm cho các cô gái 11 C3 12 7 rồi. C3 bỏ bóng ra ngoài, điểm cho các cô gái 11 C1 8 12. C1 C3 phòng thủ không thành công, điểm cho các cô gái 11 C1 9 12. C3 bỏ bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C3 13 9.
bỏ bóng tốt, điểm cho các cô gái 11C1, 10, 13. Điểm cho các cô gái 11C1, 11, 13. Mười một C ba đánh bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C ba 14 11. Tiếp tục điểm đổi cho các cô gái 11 C ba 15 11. Nén trượt cái này. Mười một C ba phát bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C ba 17 11. C3 đánh bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C3 18 11 rồi. Bỏ bóng tốt, điểm cho các cô gái 11 C1 12 18. Điểm cho các cô gái 11 C1 13 18. Cho các cô gái 11 C1 14 18 rồi. Đây 1 C3 lỗi chầm lưới, điểm 15 18 cho các cô gái 11 C1. Điểm 16 18 cho các cô gái 11 C1. C3 đánh bóng ra ngoài, điểm 17 18 cho các cô gái 11 C1. Tốt của các cô gái 11 C3, điểm 19 17 cho 11 C3.
11C1 đánh bóng cho qua lưới điểm cho 11C3 20-17. C3 bỏ bóng tốt điểm cho các cô gái 11C3 21-17. C3 bỏ bóng tốt điểm 22-17 cho các cô gái 11C3. C1 đánh bóng ra ngoài điểm cho các cô gái 11C3 23-17. Tiếp tục điểm đổi cho các cô gái 11C3 24-17 rồi. Lưới bước 1 và kết thúc trận đấu thứ nhất của trận chung kết thì 11C3 đã giành chiến thắng với điểm số 1-0 rồi. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai trong vòng ít phút nữa.